Chào tất cả các em cần thủ đam mê của cá tình Trung Quốc. Hôm nay tụi bên em một clip gồm một lô cước nha nè. Cước này thì đến từ thương hiệu Qualiquad, hàng nội địa Nhật. Thì hàng ở trên đây á là hàng của Shop Leader, chuyên cho anh em tấm leader. Thì phần ở dưới thì sẽ là anh em làm thẻo, làm trục, vô máy, đánh bạo lực. Rồi, điểm vô cụ thể từng cuộn cho anh em xem nha. Lốc thứ nhất em lên cho người là một lốc Qualiquad anh em. Dây số 2. À, cuộn này được 200m nha mọi người. Cuộn này được 200m. Đường kính là 0.235mm, tải được 5kg. Thì dây này dây số 2, dây tương đối là mịn. Thì dây này về cho anh em làm vô máy câu ISO, Ikeda, hoặc anh em là vô máy câu tôm nè. Đó, làm trục câu đài, rất là êm nhanh nè. Đó, tải được 5kg. Đó, hàng nội địa Nhật nha mọi người, hàng Japan, hàng là Qualiquad. Rồi, lốc thứ nhất em bán cho mọi người là 400k nha nè, 400k cộng ship. Thì số 1 thì em có tổng cộng là 5 cuộn nha nè. Đó. Tiếp theo số 2. Số 2 vẫn là một lốc Qualiquad, hàng nội địa. Thì dây này dây không dây 2.5 nha mọi người, dây 2.5. Thì có đường kính là 0.260mm. Dây này tải được 6kg. Đó. 2.5 nha mọi người, dây màu xanh. Thì hàng vẫn là hàng nội địa nha mọi người, hàng nội địa, hàng Japan. Đó. Về vẫn cho anh em vô máy câu ISO, câu tôm, không phải anh em làm chục câu đài. Đó, dây cực kỳ bền nha mọi người, hàng dây nylon anh em, nylon extra. Thì giá nó bán tới Nhật tầm khoảng 22-23 ngàn yên, đâu đó tầm khoảng gần 500-600 tiền Việt Nam đồng nha mọi người. Rồi, giá công khai em bán cho mọi người là 400 cộng ship nha mọi người, đồng giá 400 cộng ship. Cái này có 4 cuộn, dây 2.5 em có 4 cuộn. Tiếp thêm qua dây cuộn tiếp theo là cuộn 3 chấm. Đó. Thì cuộn 3 chấm có đường kính là 0.285mm, tải được 7kg. Đó. Cuộn này anh em vô máy câu được nè mọi người. Vô máy câu mè, câu lăn xê, rất là êm nha mọi người. Quăng nó xa. Cuộn này được 200m. Dây vẫn là dây xanh nước biển nha mọi người. Đó. Hàng nội địa MSPN. Chữ dưới đây, mã hoạch đầy đủ nha mọi người. Đó. Rồi, cuộn số 3 thì em vẫn bán cho mọi người với giá là 400k cộng ship. Đó. Thì số 3 này thì em có 5 cuộn nha mọi người. Số 3 em có 5 cuộn. Tiếp theo số 4. Số 4 thì vẫn là quay dây Qualiquad, cước số 4. Có đường kính là 0.330mm, tải được 10kg. Dây số 4 này về cho anh em có thể câu tra được nè. Câu tra, câu chép, đăng xe thoải mái nha mọi người. Đó. Dây cực kỳ mạnh nha. Đó. Dây ni lông. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 400k cộng ship mọi người. Đó. Thì số 4 này em có 4 cuộn. Tiếp thêm qua đây. Qua đây vẫn là một cuộn Qualiquad. Cuộn Qualiquad này là cuộn Qualiquad số 6 nha mọi người. À, cước số 6 được 200m. À, để em xem đường kính xem. Đó đây, hàng sạp bên nha anh em. Số 6 Qualiquad. À, dây cực kỳ mịn nha mọi người. Đó. Dây này full nha mọi người, chưa qua sử dụng. Thì cuộn số 6 này về anh em câu tra, câu ngâm thoải mái, câu lăn xê. Đó. Để nhét vào xem. Lấy ra được mày nhét khó quá. Rồi, vô. Đó. Đây, hàng xe bên mọi người. Thì cuộn số 6 này nó có đường kính là 0.4 mọi người, 0.405. À, tải được 11kg. Qualiquad nha mọi người. Đó, hàng nội địa Japan. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 400k cộng ship nha mọi người. Đó, cuộn 6 này em có một cuộn thôi. Tiếp theo qua đây cuộn số 8. Dạng này về cho anh em bao lực. Đó, cuộn số 8 vẫn là một cuộn Qualiquad. Nha mọi người. Đó, anh em câu câu trà tới bao lực thoải mái. Thì dây số 8. Dây số 8 thì đường kính nó là 0.470mm. À, tải được 15kg mọi người. À, về đánh tra thoải mái luôn, câu lăn xê, câu biển thoải mái. Dây cực kỳ mịn nha anh em, dây ni lông. À, nó bán tại Nhật là 25.000 yên, đâu đó tầm khoảng 600
tầm khoảng 600 tiền Việt Nam đồng nha mọi người. Rồi giá công khai em bán cho người vẫn là 400k cộng ship nha mọi người. Đó, cuộn số 6 với số 8 em có hai cuộn nha mọi người. Tiếp theo là cuộn số 7. Cuộn số 7 là em lên mọi người một cuộn Qualiquat dây số 10. Đây nè, dây số 10, hàng này què tới bao lực rồi. Đó, tải được 17 kg, đường kính là 0.52 mm. Đó. Thì cuộn số 10 này bị máy tầm khoảng 6.000-8.000, anh em vô được hai máy. Đó. Một cuộn này vô được hai máy 6.000-8.000. Về đánh thoải mái nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai bán cho mọi người vẫn là giá 400k cộng ship nha. Rồi, tiếp thêm lên những người trên đây. Hàng Shock Leader, anh em tổng leader. Cuộn số 8, cuộn Aliquat, một cuộn Shock Leader. Tải được 22 lb. Đó, dây số 6. Cuộn này được 50 m nha anh em. Đó, cuộn này được 50 m. Đường kính là 0.405 mm. Tải được 11 kg. Đó. Tấm đi đời nha anh em, cuộn này chưa qua sử dụng. Rồi, giá công khai là 300k cộng ship nha, cuộn số 8. Tiếp theo là cuộn số 9, cuộn số 9 vẫn một cuộn Qualiquat. Dây này tải được 35 lb. Đó, tải được 17 kg 5. Anh em về đánh lóc nè. Đó, cuộn này thì có đường kính là 0.52 mm. Fluoro 100% carbon anh em. Đó. Rồi. Dây số 9 giá vẫn là 350k nha mọi người. Đó, một cuộn Shock Leader. Tiếp theo là cuộn số 10. Qualiquat 100% carbon. Cuộn này được tải được 40 lb. 30 m anh em, 30 m, dây số 12. Tải được 20 kg, đường kính là 0.57 mm. Chưa qua sử dụng nha anh em. Rồi. Giá cuộn số 10 giá vẫn là 350k cộng ship nha anh em. Đó. Tiếp theo là cuộn số 11. Cuộn số 11 là một cuộn Qualiquat, hàng này hàng nylon nha anh em, hàng nylon. Vẫn là Shock Leader, tấm anh em tấm leader. Dây số 12. 50 m. Dây này tải được 20 kg và đường kính là 0.57 mm. Hàng nội địa nha anh em. Đó. Giá công khai là 300k cộng ship anh em. Cuộn số 11. Tiếp theo cuộn số 12. Cuộn số 12 là một cuộn Shock Leader, dây vẫn là dây nylon. Đó. Anh em, dây số 14 tải được 50 lb, ra tầm khoảng 24 kg. Đường kính là 0.63 mm. Rồi, giá công khai cuộn số 12 là 300 nha anh em, 300k cộng ship. Tiếp theo cuộn số 14. Cuộn số 10 mấy ta? Cuộn này số 12. Tiếp theo cuộn số 13. Đó. Cuộn số 13 là một cuộn Qualiquat Shock Leader. Đó. Anh em, cuộn này thì dây 20, tải được 70 lb. Tải được 35 kg nha anh em, đường kính là 0.47 mm. Dây này về cho anh em tóm leader lua biển câu dít. Đó. Dây khá bự nha anh em. Đó. Anh em có thể đánh lóc săn hàng. Thì dây này là dây nylon nha mọi người, dây nylon. Rồi, giá công khai là 400k cộng ship nha anh em. Đó, cuộn số 13. Tiếp theo cuộn số 14. Cuộn số 14 là cuộn Qualiquat, hàng 100% carbon, dây. Đó, dây Fluoro. Thì cuộn này là dây 22, đường kính là 8, dây 22 được 30 m. Tải được 80 lb, là gơ tầm khoảng 40 kg nha mọi người, 40 kg. Đường kính là 0.78 mm. 100% carbon. Đó, dây này về săn hàng. Đó, đánh đáy. Cái này tấm leader. Dây này có cái lốc bông tải nha mọi người. Đó, tải 40 kg. Rồi, cuộn số 14 giá công khai là 600k cộng ship nha anh em. 600k cộng ship. Thì nó bán tại Nhật ra tầm khoảng 42.000 yên, 4.200 yên ra tầm khoảng đâu đó tầm 900 đến 1 triệu nha mọi người. Tiếp theo lên cuộn mấy cuộn trên đây, mấy cuộn trên đây cuộn tải dữ dữ không à. Tiếp theo lên người là cuộn số 15 nha anh em. Cuộn số 15 là một cuộn Shock Leader. Đó. Thì cũng là dây Qualiquat, hàng nội địa Nhật. Đó, cuộn này thì tải được 100 lb. Đường kính là 0.88 mm. Thì cuộn này tải 50 kg đây nè. Cuộn này thì quầy sao thì em để quầy. Đó. Đây, dây nó đây, đó, 100% carbon nha anh em. Đó.
em chưa, cụ này em không biết nó sử dụng chưa nữa, thì em bán cho mọi người giá là 500k cộng ship nha em. Đó, cuộn số 15. Tiếp theo cuộn số 16, cuộn số 16 một cuộn Qualiwatt hàng chưa qua sử dụng. Đó, dây này cũng tải được 100 LB. À, cái này được 50 m cho nên được 50 m. À, dây số 30 tải được 45 kg, đường kính là 0.90 mm. Đó. Rồi. Dây ni lông nha mọi người. Đó, giá công khai là 450k cộng ship nha anh em. Tiếp theo là cuộn số 17. Cuộn số 17 là một cuộn Qualiwatt dây ni lông. À, cái này dây số 30, dây 35 tại 50 m mọi người, dây 35 50 m. Thì cuộn này tải được 130 LB, giờ đâu đó tầm khoảng 60 kg, thì đường kính là 0.98 mm. Đây dây nó đây mọi người. Đó, cái này nó bị bể nè, sau thì em để quẹt cho anh em luôn. Đó, rồi giá công khai là 500k cộng ship với anh em. Dây này quẹt cho anh em tấm xăng cá lóc bông, anh em câu dích biển xăng hàng. Cuộn cuối cùng, cuộn cuối cùng là một cuộn polo carbon 100%. Thì cuộn này là dây số 40, được 30 m, tải được 130 LB. Đây mọi người, nó tải được 65 kg, đường kính là 1.0 mm. Thì hàng này về sân hàng, đó, giá bán từ Nhật là 70 7.000 yên, 7.000 yên đâu đó ra tầm khoảng gần 1.500.000 từ Việt Nam mọi người, hơn 1.500.000. Rồi, giá em bán cho mọi người là 900k cộng ship anh em. Đó, 900k cộng ship một cuộn shop leader anh em về tổng sân hàng. Đó. Rồi, đó tổng cộng 18 cuộn em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cuộn nào chốt để em soạn em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Anh thôi anh em liên hệ số điện thoại để góc màn hình. Rồi, cảm ơn anh em.